sau trò chơi nói thật, Thanh Phong muốn rủ hai cô nàng Thanh Ngân và Minh Trân cùng đi dạo với mình và Nam Duy. Đêm sau anh sẽ đi với em. Không, Vô Duyên em kỹ quá không? Đêm sau anh sẽ đi với em. Đi sao mọi người? Đợi gì? Chờ gì nữa? Thì nói nghe nè, em đi thẳng đây nè. Trời, cái trái sọ dừa. Đâu cái gì? Thực chất là anh vẫn muốn đạp xe đạp để đi dạo. Anh có đạp xe không? Ừ, anh không phải là hẹn hai đứa ra đây là sao hết, nhưng mà anh muốn là 7 ngày á thì mình có một cái kỷ niệm thiệt là đẹp tại nơi đây, hiểu không? Ừ. Điều đầu tiên là góp ý về sự thẳng tính của Minh Trân. Đối với Trân á thì anh chỉ muốn là đôi khi là mình có một cái cá nhân riêng của mình, em hiểu không? Nên là em có thể là không thích người này, có thể không thích người kia, nhưng mà là thực sự là mình hãy nên kiềm chế nó lại, em hiểu không? Đôi khi mình làm nó ra như không, tại thật ra anh cứ ghẹo em hoài, em cũng bọc không có khuyên như anh Phong mà được rồi đúng không? Nhưng mà anh có thể giỡn mà nhẹ nhàng cũng hay. Nhưng mà em thấy không, em thấy tại vì mình đi á, mỗi người có một tính cách khác nhau. Ngân thấy là em rất là hiền, nhưng mà là bé Trân rất là cá tính luôn, em thấy không? Quạo là ra mặt luôn, còn mà giỡn là cứ ra giỡn thiệt, còn mà vui là bé rất là vui, mà quạo là hỏi thấy là quạo. Wow. Đi lên rồi. Đi lên ấy á. Facebook gì có nghe không? Nghe nè, ngõ này nè em ơi. Không có tấm hình nào để chị. Em tưởng người giả luôn chị. Ừ đúng rồi, nhiều khi em cũng tưởng người gã. Nhiều người tưởng vậy lắm. Rồi, sẽ dễ nói. Nhưng thật ra là nếu mà ảnh ghẹo một hai câu, một hai lần thì cũng không sao. Nhưng mà ảnh cứ 24 trên 24 á chị. Tại biết kiểu như ảnh gặp mặt em là ảnh kiếm chuyện, ảnh ghẹo em à. Mà cái tính ảnh là như vậy. Mà ảnh ghẹo ai, anh không ghẹo, anh ghẹo một mình em. Hãy ngồi ăn bình bệnh rồi cũng kiếm chuyện qua đây ghẹo. Em cảm thấy là thắng thua không quan trọng, em cảm thấy là làm việc chúng ta là thắng thua rất là quan trọng, đó là thể hiện cái tinh thần. Đó là đối với anh, nhưng mà đối với em nó khác. Ủa thì anh cũng nói quan điểm của anh mà. Em không muốn nghe quan điểm của anh. Em không muốn nghe thì mình lúc nào lại đi. Nhưng mà anh đang đứng trước mặt em. Anh có thấy em phiền không? Anh không bệnh đi. Không, anh đang giao lưu với bạn của anh chứ đâu giao lưu với em. Là phiền luôn á. Hả? Mọi người sao vậy? Anh đang giao lưu với bạn của anh mà. Anh đi về đi. Không. Tại em hay giận lên, dễ thương. Em thấy mọi người phải cảm thấy nào đúng không? Khác em. Khác biệt. Vậy em phải làm sao? Nhưng mà người ta có cái chồng em là em cảm thấy vui. Giống như thấy có ai chồng hơn không? Thấy nhưng đi. Mà anh có thấy vậy là quá sớm không? Tại vì mình cũng mới có 2 ngày. Nhưng mà em nghĩ đi, chương trình này nó không phải như chương trình khác mà nó kéo dài 1 tháng, 2 tháng, nó chỉ có 7 ngày. Ủa? Tính ai không biết làm gì hết. Sao vậy cho em? Cho nên là em tới để thẻ phòng để em sẵn đồ chuẩn bị đi. Em đâu có giữ thẻ phòng đâu. Ủa em gửi anh. Thì 11 giờ rưỡi là chị lên chị sấy đồ rồi chị đi đây. Mấy giờ em đi vậy? Mấy giờ em đi vậy? Tụi em đợi ở đây ngồi chị đợi chị đi luôn á. Tiễn chị đi. Thôi được rồi, chị ra chị lấy phòng này xong rồi lát nữa mọi người chắc cũng tí mọi người xong rồi chắc tới giờ chị đi rồi. Thì đợi nè. Nói chuyện gì đó chị nói đi. Ít tâm sự giờ ngồi tâm sự nói tiếp đi. Nói xong rồi. Trời ơi. Ý là tại vì giờ anh cũng muốn là hiểu về mọi người nhiều hơn. Em đi 2 ngày vậy chắc cũng nhiều chuyện xảy ra ấy nha, mới có 2 ngày mà cũng vui ha. Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều chàng trai nhớ chị. Dễ hả? Anh Trung, anh là một đối tượng rất là phù hợp với em. Anh biết sao không? Thực ra là em cũng muốn mọi người giữ cách hiểu khách nói nhiều hơn. Tại vì nhưng mà anh em vẫn không có muốn một cái gì đó mà ái ngại gượng ép giữa rồi. Em và hai người đó. Nhưng mà Hùng, em có cảm giác Hùng sẽ hơi ngại ngại gượng gượng. Đúng. Chứ kiểu Chung thì có thể sẽ thoải mái nha. Đúng. Nhưng tại vì Chung có thể lớn hơn. Nhưng mà nếu em thẳng thừng em từ chối anh Trung Anh á thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà em thẳng thừng từ chối Hùng á thì là Hùng có một cảm giác rất e ngại. Tại vì bạn đó còn con nít. Dạ đúng rồi, kiểu như cái nên là nhiều cái em chỉ muốn, em chỉ mong là mọi người hiểu em như nào và thoải mái. Nhưng mà em có sợ yêu một người nhỏ tuổi không? Đó giờ em không có quen nhỏ nhiều như vậy. Hay không? Em không có quen nhỏ. Em không ấn tượng nha. Cái ông gì hay chọc cô đó. Đó, em anh, ghét. Anh đã nói rồi. Cái ông anh hay chọc cô đó. Thì đó. Em ghét chứ không ấn tượng gì. Không có em. Đừng có nói chuyện nhiều khi như vậy mới trở thành một cặp nha. Đừng có nói chuyện gì. Em đã nói rồi.
rồi. Nhưng mà thật ra như em thì... anh như vậy nha, nhưng mà theo chị cảm nhận nha, anh như là chu đáo và rất là tử tế. Anh không phải là như vậy thôi, nhưng mà thật ra là về mang hệ tình cái về cái gu không phải nào đâu. Em như chị á, là đó giờ chị cũng cứ tìm cái gu của chị hoài, nhưng mà chị tìm những cái gu mà hợp với mình á thì nó lại không thuộc về mình. Em thà kiểu như em cứ đâm đâm một hình mẫu á, phải như thế này phải như thế kia, tại vì cái tuổi của em thì chị biết không, không phải một hình mẫu đâu, mà em nhìn là em không có cảm giác thích được. Cái tóc rất sự em không có cảm giác thích được. Ok, cái đó không cảm có giác cảm giác gì luôn. Thôi thì cứ vui thoải mái với ảnh là được rồi. Mọi người đâu nghe em đâu, anh mọi người em. Vui nhưng mà anh thấy vui không, mang lại tiếng cười cho mọi người, và em cũng đâu mất mát gì đâu, anh cũng đâu mất mát gì đâu. Em cứ dễ thương như cách của em. Đúng dễ thương không, không thật sự chị thấy hay, nhưng mà chị thấy cái cách mà em đối đáp với anh rất là dễ thương. Rất là dễ thương, rất dễ thương. Thế thôi chị lên chị dọn đồ soạn đồ nha. Ê chị dọn đồ soạn đồ. Bye bye. Nói chuyện với Trang không? Thì hôm nay em có gọi là vẫn có thời gian, có thời gian nói vẫn chuyện vẫn có thời gian này. Thử bước nghĩ... thêm bước nữa nào. Em nghĩ anh nghĩ em chuyện rất bình thường. Thì rất bình thường. Mình ra ngoài. Giữa những người anh em có cuộc cạnh tranh rất công bằng và thẳng thắn. Hôm nay không ngờ mọi người cười mở với nhau thế. Mới có 2 ngày. Không mà vui. Nói chung là mọi người đợt này season mùa này dễ thương á. Mọi người giữ các kiểu dễ thương như vậy. 5 ngày hay nhanh ha, mà trong khi đó em về hết 2 ngày rồi, còn có 3 ngày thôi đó. Em này tiếc chưa? Trời ơi, vậy em không sắp xếp được á chứ. Trời. Vui, nói chung 5-7 ngày vậy mà nếu như mà mình có chuyện mà mọi người vui vẻ với nhau đi chơi buổi sáng rất là điên khùng, xong rồi cái tối về nói chuyện gì, mọi thứ nó sẽ trôi rất là nhanh, không có chán á. Kiểu nhìn lại 2 ngày ấy, bao nhiêu sự kiện xảy ra. Tại vì biết sao không? Tại vì trong nhóm mình có Duy với Phong quạt náo quá. Hôm qua là Duy bắt đầu câu chuyện hết đúng không? Rồi hôm nay có Phong vô, có lại chăm thêm nữa. Nhưng cái làm mọi thứ là nó vui. Mình cực kỳ màu sắc không? Đúng rồi, màu sắc. Mỗi người có một cái khác nhau. Này không kiểu không ai bị lặp lại. Nó như kiểu hai cái mảnh ghép, xong rồi ghép trùng kích với nhau. Hay một khối. Nói chung là em thấy là nhóm mình là sau này đi xong rồi á, mọi người vẫn có thể chỉ liên lạc kiểu như tạo nhóm, lâu lâu đi chơi hoặc là kiểu nhậu nhẹt gì đó, vui. Tình yêu là không chờ đợi, nếu bạn không chớp lấy cơ hội, bạn chỉ có thể ngồi yên như hùng. Thôi chị Nhi. Em ra mấy ngày? 2 ngày. À, 2 ngày, à. Dạ. Vui ha mọi người. Nhiều thứ xảy ra nữa đây. Mọi người đi chơi vui. Tối nay Trân lớn phải ra bến xe để trở về Sài Gòn trong đêm vì công việc. Trung Anh không bỏ lỡ cơ hội để đưa điểm cô nàng. Ủa sao vậy anh? Đi vô, đi lâu cho dạ. Nó vui. Em thấy không, em rất là có phước nha. Em rất là có phước. Trời ơi. Chứ anh đâu có đường vậy em. Sao mày anh Duy cũng muốn đi vậy? Trên xe này có một người nha. Có một người thích Trân nha. À. Thôi giờ anh chỉ có thể ngủ, anh không cần phải nói hết, anh có thể ngủ. Để tụi em nói chuyện. Tiếp bây giờ hỏi nè, bây giờ hỏi phòng có 4 đứa. Và 3 đứa nó đậu rực, nó muốn đi rồi. Nó bị giữ lại. Thì mình nghĩ mình có đi hay không? À, đi chơi đúng không? Mình có già đi chăng nữa thì mình cũng phải cố cái hơi thở này để mình đi theo lớp trẻ. À dạ. Không, nếu mà anh nói được vậy thì em cảm thấy vui. Đừng nghe buồn hả? Đúng, em rất buồn. Bây giờ gọi lại cho bên kia và phỏng vấn lâu lâu một tí. Anh em biết anh rất là hoạt náo nên hôm nay là em là spotlight, em là chính. Spotlight là gì? Nói tiếng Việt. Em là chính nha, nên anh có thể im lặng. Spotlight là gì? Để em không biết. Không nói chuyện. Tại vì anh đi theo để đó. Thì đó thì anh nói chuyện với em. Tiếp tục Phong. Thì đó là anh cảm nhận thôi, anh có những cái cảm nhận riêng về em. Yeah. Thì là hy vọng là những cái hành động, những cử chỉ của anh thì làm cho em có một cái cảm nhận gì đó tốt, và hy vọng là cái ngày mà em quay trở lại em có thể nói được với anh là cái cảm nhận mà em dành cho anh. Ồ, dạ. Trời ơi, anh có thính hơi bị nhiều không anh? Không. Anh có đang rắc thính, rải thính hay không anh? Phong hay dép của anh hay sao đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Là sao anh định dành mặt em đây hả? Em mang đôi dép này như là đôi này của anh. Tại vì không, tại vì là tình cảm anh em. Dép của người này cũng là dép người kia. Anh tính mang đôi này là để cho anh này không có dép mang sọt đại. À, không rồi. Trời ơi, không nha. Thủ rồi. Không. Rồi. Em không có một cái ý đó. Tại vì thực chất là em là một người là yêu màu trắng, thích màu đen. Ừ. Đó.
nên là em thấy đôi dép này rất là phù hợp với em. Và nó có trái thơm, trái chín gì này nè, sầu riêng. À, để bà biết sao không? Em thích là em hai lớp nè. Em làm liền được không? Dễ thương nha. Đúng rồi. Hùng một lần nữa là kẻ chậm chân. Trước là em không nghĩ là anh đánh nền luôn. Không, anh có kẻ mí nè. Vậy mà bữa nào ghi hình đó. Không, với cái nước da đó thì em nghĩ là không có cần kẻ nền đâu, đập nền đâu nha. Không có cái cushion sình đúng rồi. Đen mà, cái cushion sình dành cho da ngâm mà. Không, người ta nói một người đàn ông mặc chữ điền á là một cái người đó sao ta? À, phúc hậu hả? À, ấm áp trong cái chuyện tình cảm mà thấy rất là lận đận nha. À, tới thời điểm này vẫn còn đi kiếm một nửa cho riêng mình là em biết là lận đận. Chừng nào có mấy kiếm được vậy? Thầy. Chừng nào có mấy kiếm được? Về. Chưa thầy chưa về. 12 giờ rồi chưa về nữa. Không giờ. Hả? 1 giờ rồi. Giờ chưa về nữa. Chưa. Chứ chừng nào? 5 giờ sáng. Hay về lúc 5 giờ sáng đúng không? Trời ơi. Ok, hello, chào em. Thế nào rồi? Hello. Em ra từ bến xe chưa? Tới rồi, giờ đang đợi xe. Tới được lâu chưa? Mới tới, ba anh hồi nãy đi chung nè, nhưng mà tại vì anh đang phỏng vấn, anh không có đi trễ giờ, nên em ra trước. Thì hồi nãy anh vừa phỏng vấn xong thì chạy ra thì không kịp xe. Thì anh ra thì anh có hỏi lại bảo vệ thì bảo là vừa mới đi được một chút. Anh ở đây wifi hiếu, tại vì em không có 3G nên wifi đi hiếu. Mất hình rồi. Alo, alo. Anh nghe wifi này. Wifi hơi yếu. Thì lúc nãy ra không thấy xe thì thật sự hơi buồn. hồi sáng thì có anh phỏng vấn xong là anh chạy ra luôn mà thì chạy ra thì không thấy xe ở đâu nữa rồi lại hỏi bảo vệ nghe thấy cũng hơi buồn hơi rầu một chút. chạy về phòng ngồi thật ngồi đơ luôn. Thì hồi chiều có nghe dễ nên mọi người đi nhanh nhanh mà cũng không biết anh đang phỏng vấn. Thì hồi sáng có thấy em nói nên là tại vì anh là người phỏng vấn cuối cùng ấy nên là không chót mà. Cái gì nó cũng chót. Ok, dạ. Ok, thì em về Sài Gòn rồi thu xếp công việc rồi lại xuống với anh và mọi người. Ok, dạ. Sẽ tranh thủ thu xếp công việc. Ok. Thì tụi nó có công việc xong xuống nha, anh đi ngủ sớm đi. Trễ rồi 1 giờ rồi mai vậy mọi người dậy sớm. Ok, anh biết rồi. Bye. Ok, chúc em thuận lợi bình an nhé. Bye bye. Ok, bye. Ok.